Đây là một đường thôi, đây tiếp tục đây này. Còn rất chi là nhiều những cái đường. Đấy, anh em xem. Còn rất nhiều những đường. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Phẫu thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ làm video về côn nhị khúc và đặc biệt làm video để hướng dẫn cho anh em loan côn. Bởi vì dạo gần đây ngày nào cũng có bạn hỏi mình là anh Toàn ơi, tại sao em loan côn không có được, nó hay rớt côn mà không có thể bắt được côn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nào là mới ngày đầu tiên tập loan côn cũng phải loan được. Hôm nay chỉ cần xem và làm theo Toàn những cái bước thứ tự của Toàn làm, chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Và đảm bảo là chắc chắn là anh em chỉ cần kiên trì 3 ngày, nếu mà bạn nào nhanh chỉ cần 1 tiếng là các bạn có thể loan côn được rồi. Đấy. Thì anh em xem trong video này chúng ta nhớ là áp dụng xem được có làm được hay không nhá. Thì thứ nhất á, thì anh em chọn côn loan côn á thì không được dây dài. Thường thường như bạn hôm qua hỏi mình đó là dây dài quá. Là bạn ấy tay thì tay người tầm bình thường 50 đến 60 cân. Nhưng mà khi mà vào dây côn của bạn ấy là lên tới 18 cm thì cái dây đó là dành cho người là 80 cân rồi. Thành thử ra những cái bàn tay lớn á của người 70-80 cân thì dây nó sẽ khác. Còn như mình ấy, tầm trung như mình từ 60 cân trở xuống, tức là từ 65 cân trở xuống thì thường thường người ta sử dụng cái dây côn là tầm 15, giống như là đo chính xác là bằng cổ bàn tay. Thì thường thường người ta ngày xưa người ta chơi côn là người ta đo dây của chúng ta bằng cổ bàn tay của chúng ta, cổ tay chúng ta. Đấy, để làm gì các bạn ạ? Thứ nhất là vừa đánh được thực chiến, thứ hai vừa loan được côn, có hai tác dụng. Thì trong này video ngày hôm nay thì mình đã lựa ra cái côn của mình nhá. Mình hay tập, với lại cái côn này là côn của mình sản xuất nữa, nó rất dễ tập nên là mình lấy ra mình làm video luôn. Thì thứ nhất chia sẻ với anh em là cái loan côn này á, là cái kỹ năng của nó là cái lực ly tâm. Mình mượn cái đà, dùng cái đà, cái lực của cái thân côn này là lực ly tâm để chúng ta loan côn cho nó dễ. Và chúng ta đừng có nên là chúng ta dùng cái dây dài quá. Dây dài quá chúng ta sẽ không thể nào bắt được hết cây côn được, làm cho chúng ta bị rớt côn, đó là chuyện bình thường. Và loan côn ai cũng sẽ bị rớt côn, phải có thất bại. Ví dụ như các bạn rớt côn 10 lần đến lần thứ 11 các bạn bắt được là các bạn đã thành công. Và chúng ta hãy nhớ là thành công dành cho những bạn nào kiên trì, còn những bạn nào không kiên trì là sẽ thất bại. Thì bây giờ thì mình sẽ loan côn một số những cái đường cơ bản cho anh em xem nhé. Đây là một đường thôi, đây tiếp tục đây này. Còn rất chi là nhiều những cái đường. Đấy, anh em xem này. Rất nhiều những đường loan côn, nhưng mà hôm nay chúng ta không thể học hết được. Hôm nay chúng ta chỉ học những bài nào dễ nhất, dễ tập nhất thì chúng ta sẽ tập loan cái bài đó. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tập là bài loan côn theo hình số 8 như thế này. Nó dễ tập nhất. Thì mình sẽ làm chậm cho anh em xem, cực kỳ dễ hiểu luôn. Thì anh em để thân côn dọc như thế này, anh em cầm là ngón cái bên trong, bốn ngón ở bên ngoài. Bước số 1 là cầm như vậy nha. Khi mà anh em loan côn á thì nhớ là mượn cái lực ly tâm của nó là quán theo đường quán tính này, loan qua mu bàn tay này. Đây, làm lại nha, từ hướng này qua mu bàn tay, qua mu bàn tay, thả ra, bắt lại. Đó là nguyên lý. Rồi bắt đầu chúng ta thực hành như thế nào? Người mới bắt đầu tập thì chúng ta tập như thế này, băng côn qua đây, để đây, ở tư thế này, cứ tập như thế này. Khi nào mà các bạn băng côn qua đây chính xác được cái ở tư thế này, cái dây qua mu bàn tay nó ở tư thế này, là các bạn đã thành công bước 1. Chúc mừng các bạn, đến đây đã chúc mừng các bạn. Và các bạn nhớ thả cái cây ở trên tay này ra, nắm cây này ở dưới và dùng cái lực hất qua, là bước số 2 chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại bước số 1. Thả ra, bắt lại, hất qua. Đến bước số 2 chúng ta đã thành công. Chúc mừng các bạn nếu mà tập đến đây là bước số 2 đã thành công. Thì chúng ta sẽ làm đi làm lại. Bước số 1, qua mu bàn tay, thả ra, bắt lại, hất qua. Là bước số 2. Bắt đầu chúng ta ghép số 1 và số 2 lại. Đấy. Chúng ta chúc mừng các bạn nếu mà các bạn làm đến đây thì đấy, chúc mừng các bạn đã được một nửa của kỹ thuật loan côn. Chúng ta cứ tập đi tập lại. Đây là xong bước số 2, bắt đầu chúng ta chuyển qua bước số 3. Bước số 3 này chúng ta khó hơn một chút xíu bởi vì cái đường đi của nó sẽ sang phía sau của chúng ta.
khi cái viên mảng sườn thì chúng ta sẽ lại này, bước số 3 này. Anh em là bây giờ mình làm lại cho anh em xem nhá. Bước số 1, số 2 nha. Đây, bước số 3 thì cái dây côn anh em để ý là mình sẽ văng qua phía đường sau. Anh em tập này, văng cái dây ra phía đường sau. Đấy, bước số 3 này, bắt đầu chuyển qua bước số 3 này. Văng dây côn ra phía đường sau. Và không quan tâm nó đi đâu đấy. Em chỉ cần loan nhớ là cái dây nó đi qua phía mảng sườn bên này. Nó nằm ở tư thế này. Anh em thấy không? Lòng bàn tay mình đây, nó nằm ở tư thế này. Đấy, bước số 3. Cái dây mà nó xém nó lật lên đây luôn cho mình rồi các bạn. Tức là mình đi đúng hướng của nó này. Mình đi đây. Thì đây, nó nằm lên đến đây rồi. Thì mình lại thả cái tay này ra, mình bắt cây côn lại. Nhưng mà chưa. Chúng ta đang tập đến đây thôi. Chúng ta đang tập đến bước số 3 rồi, đến đây thôi. Nhớ nha. Nếu bước đang bước số 3 nha, chúng ta biết là nó đi hướng đó rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta học từng bước đến bước số 3. Rồi đến bước số 3 nó nằm ở như thế này. Đến đây là bước số 3. Thì đây chúng ta qua mu bàn tay, tiếp tục qua mu bàn tay. Thả ra bắt lại. Đây là bước số 4. Sắp xong rồi các bạn, bước số 4. Rồi số 1, số 2, số 3. Đến đây, số 4 này. Đấy, đến đây là bước số 4 này. Đấy các bạn thấy không? Đến đây này, lại này 1, 2, 3 này. Bắt lại, thả ra 4 này. Lại nha. 1, 2, 3 này. 4 này. Lại nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ sẽ ghép lại này. Bây giờ chỗ này, số 4 này, chúng ta sẽ nhớ ghép lại này. 1, 2, 3 này. 4 đến đây. Trở về lại tư thế ban đầu. 1, 2, 3, 4. Anh em thấy không? Này. Khi nãy là mình mới đến bước số này là anh em thấy không? Là mình phải thả cây này ra, mình bắt cây này lại. Mình không cần làm nhanh, mình cứ làm chậm thôi. Mới đầu tập mà chúng ta đừng có vội. Chúng ta đừng có vội nha các bạn. Này đến đây. Lật qua, thả ra. Đây. Đến đây. Thả qua. Đây là 4 bước và bước kết thúc là bước số 5 để loan được côn là chúng ta đi liền mạch luôn. 1, 2, 3, 4. Lại quay là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đấy, chúng ta quay lại 4 cái nhịp đó. Chúng ta cứ quay lại 4 nhịp này thôi. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đi liên hoàn 4 cái bước này. Tính ra là 5 bước. Bước số 5 là ghép lại thành một đường đi. Anh em đã hiểu cái bài này chưa nào? Đấy. Đây là một bài. Anh em hãy nhớ xem xong video này, hãy làm cho mình để loan được côn theo cái bài này. Tiếp theo nữa là bài số 2. Mình sẽ đánh mẫu trước cho anh em xem. Mình sẽ làm chậm cho anh em xem như thế này nha. Loan côn càng chậm thì nó càng khó đấy chứ không phải dễ đâu. Anh em bảo là loan côn nhưng mà chúng ta thật sự ra làm càng nhanh càng dễ, càng chậm thì càng khó. Đây. Đây, mình sẽ làm từng bước cho anh em để anh em tập được cái bài số 2 này, loan côn này. Anh em tập chỉ cần loan như thế này là về phía sau loan này. 1, 2, trở lại phía sau. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 vòng phía trước, 2 vòng phía sau, 2 vòng phía trước, 2 vòng phía sau, 2 vòng phía trước, 2 vòng phía sau, 2 vòng phía trước, 2 vòng phía sau. Đấy, anh em xem này. Mình chưa có loan côn nha, anh em xem cái tay của mình vẫn để nguyên như vậy này. Vẫn chưa có loan côn nha, nhưng mà mình đang luyện cái đường đi. Thì mong rằng anh em phải luyện từ cái cơ bản trước, là luyện cái đường đi của nó trước. Anh em hiểu nào, từ từ chúng ta mới loan côn sau. Chúng ta tập là tập từ dễ đến khó, chúng ta không tập cái khó trước, mà chúng ta tập từ cái dễ trước. Thì mình làm video làm sao biến cho anh em dễ hiểu nhất, dễ tập nhất, chứ còn bằng cách nào đó làm được của mình. Đấy. Việc cách nào của ông Toản này, ông sẽ hướng dẫn để làm sao để biến các bạn làm được, đó là cái thành công của mình. Chứ còn mà bảo là làm như thế này này là anh em không làm theo được, nhanh quá anh em không làm theo được thì anh em phụ trách. Nên là anh em phải làm từ những cái mà nó dễ làm nhất, dễ hình dung nhất. Thì chúng ta ghép từ lại thì chúng ta thành công. Chúng ta không thể nào chúng ta ăn cắp giai đoạn được. Chúng ta đốt cháy giai đoạn, chúng ta sẽ là phải làm lại từ đầu. Nhưng anh em cứ nghe theo mình là làm từ dễ đến khó. Chúng ta cứ nhớ là cái đường đi của nó như vậy. 1, 2 vòng. 1, 2 vòng. Đấy, anh em cứ như thế này này.
đấy, tập như thế này phía sau cũng vậy này đấy, tập cho nó quen cái đường đi. Rồi sau đó chúng ta mới tập loan. Tập loan thì chúng ta cũng vậy này, quay như vậy nhưng mà chúng ta loan gái sang phía sau, loan gái sang phía sau, quay như vậy nhưng chúng ta vẫn loan. Thì cái bước này chúng ta phải ghép lại hai nhịp này lại với nhau, từ đây và cái bước loan đây sang phía sau đấy. Chúng ta sẽ làm từ từ cho anh em xem nhé. Đây là bước chúng ta đang tập, và bước chúng ta đang tập nữa là chúng ta tập loan quăng sang phía sau đấy. Đến đây chúng ta đã học đến lấy đà, chúng ta tập một hai bước, là một bước là như thế này, và bước thứ hai là loan cung cung vần tay sang phía sau. Và chúng ta phải nhớ nha, bước 1 tập cái bài này trước, bước 2 tập qua mu bàn tay sang phía sau giống như bài trước, y chang bài trước. Thì sau đó là chúng ta bước số 3 là nối lại đấy, nối lại một cái ngoài một cái trong, một cái quay một cái vòng, một cái quay một cái vòng, một cái quay một cái vòng sang phía sau, một cái quay một cái vòng. Thì nhìn thì nó giống như là cái loan côn số 1 đầu tiên, nhưng mà thực ra là nó khác ở chỗ là loan côn như thế này, sau đó thì chúng ta mới chuyển qua loan côn này, chúng ta qua phía sau đấy, cái kia là như thế này đấy. Còn cái này là nó khác đấy. Cái hình tay của chúng ta đưa là nó sẽ đều tròn đấy, đấy. Nó sẽ như vậy. Thì để giữ cho anh em mình tập hai bài kia, bài này, bài này là một, sau đó chuyển qua cái bài loan côn sang phía sau đây, kết hợp 1 2 1 2 làm chậm cho anh em xem đấy. Bây giờ sẽ đến phần làm chậm này, cực kỳ khó đấy. Nếu mà làm chậm côn mà càng làm chậm sẽ càng làm khó khó loan, nên anh em cố gắng chúng ta đẩy cái tốc độ để anh em có thể làm nhanh hơn. Đó là hai cái loan côn, và loan côn tiếp cái số 3 nhé, tiếp tục cái số 3 nha anh em. Đây, loan côn số 3 là cái như cái bài này này đấy. Thì loan côn đây là anh em một số nghèo thì anh em mượn cái đà cái lực qua qua cái mu bàn tay, anh em vuốt qua cái mu bàn tay ngược lại, mình làm cho anh em thấy đến đây. Khi mà mình đưa ra thì cái dây xích cái côn nó sẽ lại đi qua mu bàn tay mình, tiếp tục mình bắt lại và mình chuyển qua đây lại nha. Mình cứ tập cái bài này cực kỳ dễ anh em, cứ lăn qua lăn lại như vậy thôi. Cái bài này nó không khó, ngày trước mình tập chỉ cần là nhìn người ta làm mình làm được luôn, bởi vì cái bài kia hai bài kia đã tập rồi. Cái bài này cứ lăn qua lăn lại như thế này là nó rất dễ, khi mà mình đã có cơ bản của hai cái bài kia đã xong thì những cái bài này nó còn dễ hơn cả hai bài đầu tiên. Cứ lăn qua lăn lại như vậy, khi anh em lên này, khi anh em đánh xuống này loan này thì đó là ba cái bài loan này. Cơ bản là anh em chỉ cần tập ba cái bài này, anh em loan côn cũng đã cơ bản là nhìn rất là đẹp. Và chúng ta cũng đã tập đến đây thì mình nhớ rằng khi mà tập loan côn á, chúng ta mà tập càng khi mà ông thầy này mình nhé, khi mà chúng ta cố gắng chúng ta tập nhiều kỹ thuật thì nó sẽ về kỹ thuật, nên là chúng ta chỉ cần tập trung vào từng kỹ thuật nhỏ để chúng ta sẽ ghép lại thành bài. Chúng ta đừng cố gắng mà chúng ta nén cái kỹ thuật là đi một lần. Các bạn hay xem video, các bạn cố gắng các bạn luyện cho bằng được, nhưng mà các bạn cái phương pháp của các bạn tập luyện là đốt cháy giai đoạn, các bạn không theo thứ tự và các bạn đốt cháy giai đoạn, các bạn chưa gì các bạn đã loan liền rồi, làm liền rồi, nó cứ rớt nhiều. Và cái đường đi sau này các bạn cứ phải chỉnh lại, khi mà các bạn đã luyện được xong các bạn là phải chỉnh lại cái đường nữa, là nó mất thời gian cho các bạn, là mất thêm mà các bạn hay cáu nữa, rớt nhiều lần các bạn cáu với chính bản thân của các bạn nữa. Nên là thành thử ra chúng ta tập luyện côn bình thường thì các bạn cố gắng là chúng ta theo từng bước từ dễ đến khó, chúng ta đừng có ép chúng ta quá. Biết là chúng ta là nôn nóng chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta càng nôn nóng thì chúng ta càng nóng tính thì chúng ta càng rớt côn. Thì ưu điểm của cái côn những khúc này là chúng ta luyện phải bình tĩnh, chúng ta nôn nóng quá là giống như mà ngày trước thì mình cũng giống như tất cả bạn bè anh em đang tập côn những khúc thôi, rớt là bình thường, đập vào đầu là bình thường, mà mình coi những cái việc đó là bình thường thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tập được và chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Còn nếu mà chúng ta rớt là nghĩ chúng ta không làm được, là chúng ta nản, chúng ta bỏ cuộc, là coi như là chúng ta đã thua. Nên là mình mong là anh em nó cố gắng nỗ lực và làm cho bằng được. Khi mà làm được rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất chi là dễ,
nên là mong rằng tất cả các bạn xem xong video này sẽ làm được, và chúc cho tất cả các bạn sẽ làm được, sẽ loan côn được, và chúc tất cả các bạn sẽ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhé.